Bạn nên buông bỏ hay chờ đợi mối quan hệ này nếu như bạn nhìn thấy video này xem như bạn hữu duyên. Và đây là trải bài chung, thông điệp có rất nhiều. Hy vọng các bạn tiếp cận thông điệp một cách tích cực nhất. Và mình là Cơ Bì, người sẽ đọc trải bài cho các bạn ngày hôm nay. Trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài này. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã có câu hỏi nên tiếp tục hay là buông bỏ mối quan hệ này. Hạnh phúc hay đau khổ đi do chính bạn quyết định lựa chọn. Nhiều lúc biết thực sự đối phương có yêu hay không yêu mình, như vậy là các bạn sẽ biết được mình có đủ can đảm để lựa chọn điều đúng nhất cho mình hay không. Thì trải bài sẽ gồm có hai lựa chọn: buông bỏ hay chờ đợi. Lá bài đầu tiên là buông bỏ, lá bài thứ hai sẽ là chờ đợi, và lá bài thứ ba sẽ là kết quả, cái việc lựa chọn cái nào đúng cho các bạn. Và mình xin kết nối năng lượng với các bạn đã xem cái bài này ha. Và thật ra các bạn nên bình tâm xem xét lại liệu mối tình các bạn có đem đến cho mình cuộc sống hạnh phúc hay không. Cũng đến lúc các bạn cần phải suy nghĩ nghiêm túc và có quyết định sáng suốt cho chính lựa chọn câu chuyện tình cảm của mình. Đầu tiên các bạn có lá bài vua kiếm đại diện cho việc buông bỏ, và lá bài thứ hai đại diện cho việc tiếp tục. Các bạn có lá bài tám gậy. Lá bài thứ ba sẽ là lá bài quyết định nên buông bỏ hay tiếp tục chờ đợi. Các bạn có một lá bài thuộc ấn chính, đó là vua. Và sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Lá bài này đại diện cho việc buông bỏ. Nếu như cái người bạn đang nghĩ tới là những người có tính cách sau đây, thì mình nghĩ các bạn nên buông bỏ cái người này, bởi vì nó đại diện cho một người, một mối quan hệ rất là không được tốt. Một người có thể áp bức, phán xét. Đôi khi cái người này đại diện cho một người thông minh, nhưng mà sử dụng thông minh của mình vào cái việc tiêu cực, như thao túng hoặc làm tổn thương bạn rất là nhiều. Cái người này sử dụng lý trí nè, nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn rất là bất trắc luôn. Nó khiến cho bạn bị kiểm soát bởi cảm xúc của người này. Họ thậm chí là rất là bốc đồng. Một cái gì đó sử dụng cái sức mạnh và quyền hạn để kiểm soát cái mối tình của bạn và họ, giống như là một người thật sự là thao túng tâm lý nha các bạn. Các bạn phải nên chú ý. Một cái nguồn năng lượng thật sự không tốt để bạn bước vào mối quan hệ, vì nó đại diện cho một người có thể lạm dụng, cũng như là đang dùng mọi cách để đè nén cái trái tim của bạn. Và họ rất là mất bình tĩnh trước những điều thật ngớ ngẩn. Đại diện cho các bạn có thể qua lại với một người đã có gia đình rồi, hoặc cái gì đó. Thì đây là các bạn phải nên ngừng lại với người này. Bởi vì một cái thế lực, một cái gì đó, một người không có tính cách tốt mà để bạn bước vào. Bạn nên sử dụng cái lý trí của mình nhiều hơn để loại bỏ những cái đối tác không phù hợp. Không để trái tim của bạn đưa ra tất cả các quyết định trước một ai đó dành sự tin tưởng ở nơi bạn. Và đơn giản là chỉ ra mối quan hệ với một người là một người có gia đình và có người yêu rồi. Nếu như bạn không loại bỏ những đối tác này thì các bạn sẽ khiến cho mình đau khổ hơn thêm mà thôi, chứ không được gì hết. Qua đây các bạn phải nên để mình ra quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời của mình. Bởi vì thực sự đây không phải là đối tác tốt để các bạn tiến tới được. Mình nên ngừng ở tại đây nha các bạn. Bản thân cái người này á, họ rất dễ mất bình tĩnh, hoặc có những cái quyết định rất là phi lý luôn. Họ biểu hiện một vấn đề về pháp lý nữa chưa được giải quyết, có thể là họ chưa có ly dị hẳn luôn. Một người có thể là cản trở cái thành công của bạn. Bạn đừng cứ để cho cái người này tàn phá cuộc sống của mình. Thực sự nó là một trong những người bạn nên tránh xa, bởi vì mình không nên qua lại nha các bạn. Một năng lượng không được tốt. Và năng lượng của người này là dùng cái lý trí để cai trị tất cả các mối quan hệ, cai trị luôn cả xã hội. Họ bao trùm cái sự thông thái, sử dụng lý trí của mình để có thể lèo lái tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống luôn. Các bạn phải nên cẩn thận với nguồn năng lượng này. Nó giống như là một cái người không có được về mặt cảm xúc, họ rất là lý trí, buộc các bạn phải thực hiện theo lời của họ thì mới được.
đây là các bạn không nên qua lại, bởi vì cái người không có sự khoan nhượng trong đây, không có sự yêu thương và bao dung. Nếu như bạn thấy người bạn của bạn có cái năng lượng này thì mình nghĩ là các bạn nên buông bỏ là điều hợp lý. Còn nếu không có thì các bạn sẽ xem lá bài thứ hai ha. Và lá bài thứ hai là nên tiếp tục chờ đợi. Các bạn hãy xem xét liệu cái người đó có những cái đức tính cũng như những cái sự việc diễn ra giống như lá bài này hay không, thì các bạn nên tiếp tục chờ đợi. Nếu như bạn thấy họ đang có cảm giác tội lỗi về một điều gì đó, bởi vì khi lá bài này xuất hiện, nó chứng tỏ là có những điều không thể thay đổi được ở trong quá khứ. Và điều tốt duy nhất mà những cái lỗi lầm mà có thể gây ra ở họ là một bài học để cho họ có thể thay đổi hành vi của mình ở trong tương lai. Nếu như người bạn của bạn có sự thay đổi sau những cái lần mà làm bạn tổn thương, thì đây là cái người bạn phải nên cho họ cơ hội. Bởi vì đôi khi cái điều tốt nhất là chính là họ biết cái lỗi lầm của mình, đón nhận và tha thứ cho chính bản thân của họ. Nhưng mà tất nhiên lương tâm của họ sẽ còn có lý lẽ riêng, do đó họ sẽ có những cái thái độ là phớt lờ. Bạn hãy xem xét liệu cái người này họ có ăn năn hối cải hay không. Bởi vì trong chuyện tình cảm á, ai cũng phải đối phó với những cái bất đồng và tranh cãi hết trơn á. Bởi vì mình sống chung với nhau, mình yêu nhau á, có thể bạn đã gây áp lực để cho khiến cho chuyện bé xé ra to. Mà nếu họ đã biết thôi không bạo lực và để tâm hồn mình dịu xuống á, họ biết suy xét kỹ lưỡng mọi thứ, thì đây là cái giai đoạn những cái chuyện cũ đã qua, và hãy để cho họ thêm một thời gian nữa. Bởi vì ở cái người này có một cái sự kiên nhẫn và tin tưởng cái điều đúng đắn sẽ phát triển một người có đạo đức thực sự. Khi mà lá bài này xuất hiện cũng nói rằng có những cái nỗi đau phát sinh từ do cái việc là bạn ghen tuông quá, cho dù khi là bạn đã sở hữu cái mối quan hệ này rồi bền chặt, nhưng bạn ghen quá thì người ta cũng sợ lắm các bạn. Bởi vì tính ghen tuông sẽ không đưa bạn đi đến đâu hết trơn á, và cũng không phải là minh chứng cho tình yêu luôn. Hãy thể hiện sự bản lĩnh và tự chủ của bạn. Nếu như bạn ghen quá trong thời gian bạn quen với người này á, thì cái người này xứng đáng ở lại bên cạnh bạn nha, tiếp tục chờ đợi người này. Và thật ra trong cái giai đoạn này, họ đang hối hận về một cái tội lỗi nào đó mà họ đã gây ra cho bạn. Họ biết là không thể thay đổi quá khứ, nhưng mà họ đang cải thiện hành vi của mình ngay ở địa điểm hiện tại rất là nhiều. Họ biết là phải bao dung chính họ và cũng như là những hành động đối xử tệ các bạn khi xưa, cho họ vô tình làm tổn thương thôi các bạn. Bởi vì có những cái trận tranh cãi diễn ra giữa bạn với họ là bắt buộc thôi. Tại vì tình cảm ở bên nhau lâu năm, cái chuyện mà cãi nhau là chuyện bình thường, chứ không có gì mà đặc biệt hết trơn á. Do đó nếu như họ biết nuôi dưỡng cái tình yêu này, biết kiên nhẫn và chờ đợi, thì nhất định hai bạn sẽ có thể cơ hội tiến với nhau lần nữa. Và bạn cảm thấy năng lượng của người này là họ biết nắm bắt cơ hội lắm. Họ biết tiến hành mọi kế hoạch và nhanh chóng để chuyển sang một cái gì đó mới nhất. Một người bắt kịp cái thời đại, họ nỗ lực rất là nhiều. Bởi vì đây là một cái người biết trải nghiệm trong cuộc sống, tìm ra giải pháp để hoàn tất tất cả mọi công việc luôn. Một người ham thích khám phá, học hỏi, một người có thể nói chuyện với bạn rất là nhiều. Nếu có những đức tính này thì mình mong là các bạn phải giữ cái mối quan hệ này. Bởi vì đây là một trong những cái việc là mọi thứ đã kết thúc rồi. Nó biểu tượng cho việc bắt đầu những cái mới sẽ diễn ra, một cái hồi kết cho cái mối tình này. Bạn phải sử dụng nó để chấm dứt những điều không tốt. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón những điều mới xuất hiện cho các bạn. Và ở lá bài thứ ba này sẽ là kết quả quyết định buông hay chờ đợi. Chính là sự kết hợp của lá bài The Fool và lá bài King of Swords. Thì có sự dấu hiệu ở đây các bạn, bởi vì tạo ra một cái trái ngược nhau hoàn toàn nếu như các bạn đến với người này. Bởi vì người mang năng lượng kiếm là một cái người rất là táo bạo. Họ đưa ra những quyết định bằng cái tư trí thông minh của mình, không có cảm xúc. Người có phân tích rõ ràng, đồng thời rất là mạnh mẽ với cái gì mà mình muốn. Do đó khi mà bạn gặp cái người này, bạn cần có sự năng lượng cân bằng. Cái năng lượng thông điệp mong là các bạn
hãy mở cho mình cơ hội mới. Đừng để cho họ sử dụng lý trí đi kìm kẹp với các bạn. Các bạn phải lưu tâm những cái rủi ro tiềm ẩn khi các bạn đi chung với người này. Bởi vì nó là một sự kết hợp giao dịch với một cái nhân vật rất là kiểu như là gia trưởng. Một người không có những cái ý tưởng quan điểm áp đặt với người khác rất là nhiều. Một cái vai trò muốn thống lĩnh trong cái mối quan hệ này. Nếu như bạn muốn đến với người này thì cái họ phải giải quyết vấn đề pháp lý đòi hỏi để cách bạn có thể tiếp cận với họ được. Có thể là họ chưa có dứt với người yêu cũ hay là họ đã gia đình rồi. Thì các bạn phải xem xét cái lựa chọn và cân nhắc có thể hậu quả xảy ra cho bạn. Mong là các bạn biết rằng đây là một người thực sự đối lập. Nó có năng lượng 50-50 nha. Không phải là bạn sai, không đến với người này mà cũng không đúng luôn. Cái việc này do bạn cảm thấy họ thích hợp thì đến thôi. Bởi vì có khả năng họ gây nguy hiểm và không chắc chắn cho mối tình này rất là nhiều luôn. Mình mong là các bạn hãy lựa chọn điều tốt nhất cho mình. Và kế tiếp, cái nguồn năng lượng của lá bài gã khờ và tám gậy này, thì các bạn đây là một mối quan hệ, một kết hợp bổ sung. Nó tạo thành ra một cái truyền tải sự hy vọng, khởi đầu mới, một chuyển động nhanh chóng hướng tới một tương lai tươi sáng cho cả hai bạn luôn. Thật ra câu trả lời, nếu như bạn gặp nguồn năng lượng cái lựa chọn là chờ đợi cái người mà có năng lượng tám gậy á, thì thực sự là đây là mối quan hệ đúng cho các bạn. Nó mang một ý nghĩa kết hợp rất là nhiều, bởi vì việc nắm lấy những điều chưa biết với năng lượng mà thực hiện nhanh chóng của tám gậy á, sự kết hợp này là cái sự tin tưởng của bạn và họ vào vũ trụ, tin tưởng vào những cái thay đổi đang đến với bạn và họ luôn. Bởi vì cả hai đã biết phát triển bản thân của mình, biết nhìn nhận những bài học và đón nhận cũng như là tha thứ, bao dung cho người khác và chịu sửa đổi. Thật sự đây là một cơ hội để cho bạn và họ tiến về phía trước, tạo ra những thay đổi lớn cho mối quan hệ của hai người. Nó thôi thúc là cả hai bạn phải tin tưởng vào bản thân và vũ trụ sẽ dẫn cho hai bạn đến con đường đúng đắn. Thì các bạn nên chờ đợi cái người này ha. Sự kết hợp này cũng là sự nhấn mạnh tầm quan trọng của cái việc là nắm bắt cơ hội và tận dụng tất cả cái mối quan hệ mà bạn có thể tạo được bất ngờ cho bạn. Là mình hãy sử dụng hết tất cả mọi khả năng để bạn có thể kết nối với người này. Bởi vì đây là một sự kết hợp mạnh mẽ, mang đến cho các bạn một gia đình có sự hy vọng, phấn khích và khả năng thay đổi cuộc sống của bạn rất là nhiều luôn. Bạn hãy để cho cái nguồn năng lượng này, hãy lựa chọn người này. Hãy để cho bạn khám phá những điều bạn chưa biết với sự tích cực và năng lượng. Nhanh chóng sẽ tiến vào mối quan hệ các bạn. Hãy tin tưởng vào vũ trụ và hãy tìm bằng mọi cách để cho bạn và họ có thể gặp lại. Nhất định người này sẽ là người. Bạn có thể trao cái niềm tin tưởng của mình để cái mình có thể kết hôn, tiến tới một mối quan hệ cam kết sau này. Và sau đây, mình sẽ lấy ngẫu nhiên một thông điệp của Oracle muốn gửi cho các bạn là gì. Nó sẽ là cái đường hướng dẫn, một cái chìa khóa cho các bạn mở ra cánh cửa của mình để tiến tới cái lựa chọn đúng nhất cho mình. Thì ở đây mình lấy ngẫu nhiên ha. Thì các bạn có lá bài có sự đam mê. Thì ở đây nó nói ra rằng có một cái gì đó rất là động lực của vũ trụ muốn truyền cái năng lượng cho bạn, thúc đẩy các bạn phải hành động để các bạn có thể theo đuổi được cái mối tình các bạn. Một người thực sự là đem lại giấc mơ, một người sẽ truyền cảm hứng cho bạn rất là nhiều luôn. Hãy tin tưởng vào trái tim của bạn và đi theo, tiếp tục theo sự hướng dẫn của nó, bởi vì tất cả mọi thứ sẽ trở thành hiện thực cho các bạn mà thôi. Và các bạn sẽ trải qua một cái mối tình thực sự rất đam mê, hấp dẫn từ trước tới giờ luôn. Nếu bạn biết nâng cao cái sự quyến rũ và sức hút của mình, bởi vì bạn cần phải lãng mạn hơn, hãy tỏ ra niềm vui sướng trong cuộc sống, nhất định bạn sẽ thu hút người này. Và trên đây là tất cả những gì mà trải bài mình muốn chia sẻ với các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Một lần nữa, rất biết ơn các bạn đã tin tưởng và lựa chọn xem những video về Tarot của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn
tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.